Tuấn vừa hôn vừa bế bạn diện gọn lọn, phan nóng người, sẵn phong luôn, ông Hoàng khóa môi thế hệ mới. Sau 2 năm phát sóng, fan hâm mộ của cô gái nhìn thấy mùi hương, bỗng đào lại một cảnh hôn của Cung Tuấn và Tống Y Nhân trong phim. Sau khi xem xong, ai nấy cũng phải suýt xoa vì độ ngọt ngào của cặp đôi này. Trong cô gái nhìn thấy mùi hương, Cung Tuấn và Tống Y Nhân có vô số cảnh hôn, song chắc hẳn đây mới là nụ hôn ấn tượng nhất trong lòng khán giả, bởi tư thế hôn có phần hơi kỳ quặc, có lẽ vì sự chênh lệch chiều cao giữa Cung Tuấn và Tống Y Nhân chăng? Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cảnh quay này rất đỗi ngọt ngào với ánh nến lung linh và cặp đôi thì hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Mặc dù nụ hôn này ngọt ngào là vậy, nhưng trong mắt fan hâm mộ của Cung Tuấn tất cả đều biến thành vị chua của ghen tị. Điều này có lẽ chỉ biết trách Cung Tuấn đã quá làm tốt trong việc tạo chemistry với bản diện mà thôi. Dù cho diễn với ai, kém tuổi hay là lớn hơn tuổi, Cung Tuấn đều tạo được một phản ứng hóa học bùng nổ. Thậm chí, nếu so sánh với thời điểm hiện tại, có thể thấy rằng kỹ thuật hôn của Cung Tuấn ngày càng tiến bộ. Phan hâm mộ cứ chuẩn bị tinh thần ăn giấm chua đi nha. Tục vi tầm Cung Tuấn của cô gái nhìn thấy mùi hương vốn là một thiên tài vị giác trong làng ẩm thực, sau khi gặp Hà Bất Túy, tổng y nhân một cô gái không có vị giác Vi Tầm đã giúp Bất Túy vượt qua khó khăn để tìm lại được vị giác đã mất. trong quá trình luyện tập Hà khắc, Bất Túy đã cảm nhận được tình cảm lục Vi Tầm dành cho nghề, cô gái trẻ cũng dần dần lấy lại được vị giác và cuối cùng nảy sinh tình cảm dành cho đối phương.